Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà qua các chủ đầu tư gửi bán. Tất cả các dự án của bên em Ánh quay video lại và gửi cho mọi người thì đều có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng đầy đủ và bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng mua nhé mọi người nhé. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì hôm nay em Ánh xin giới thiệu với mọi người dự án 4 căn của phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với cái giá chào bán như sau, chỉ từ 2 tỷ 650 triệu đồng là có cái sở hữu căn nhà 5 tầng rồi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu một trong 4 cái vị trí căn đấy gửi tới quý khách hàng nhé. Thì căn này là với cái thông số là mặt được xây dựng và thiết kế là 4 tầng, diện tích là 33,5m và hướng nhà là hướng đông bắc mọi người nhé. Ngõ trước nhà là 2m, cách đường ô tô đi lại ở đây là chỉ khoảng tầm 30m thôi. Đó, xin mọi người hướng vào phía bên trong ngôi nhà cùng em nhé. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà đây mọi người ạ. Rất là rộng, với cái diện tích 33,5m, rộng rãi, thoải mái. Đây, ở phía phòng khách nó có cái cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy không khí vào trong cái phòng khách này. Mọi người hướng vào phía phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía căn phòng bếp đây ạ. Đây, rất là rộng. Như mọi người có thể quan sát thì hệ thống đèn LED, trần thạch cao, thiết bị vệ sinh cũng như là toàn bộ hệ thống sơn, hệ thống gạch ốp lát đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Với cái hiện trạng của ngôi nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người nhé. Đây chính là phía căn phòng bếp đây, rất là rộng. Bếp chữ L với cái gam màu của cái ngôi nhà này thì là đa phần là màu sáng mọi người ạ. Kể cả là cái gạch ốp lát cũng như là cái tủ bếp và cái màu sơn đều là màu sáng màu hết. Rất là phù hợp với lại vợ chồng trẻ mọi người nhé. Đây, xung quanh của cái tủ bếp này thì là được ốp kính bếp Hải Long mọi người ơi. Đây này, kính cường lực màu xanh nón chuối rất là đẹp. Mặt bếp mà được lát đá granite màu vàng mọi người nhé. Tủ bếp đây, tủ bếp đây là tủ gỗ thịt và được sơn màu trắng mọi người nhé. Đây chính là phần để máy hút mùi sau này. Đó, đây là phần để bát đũa mọi người ạ. Tầng 1 của ngôi nhà là gồm một nhà vệ sinh phụ. Gồm một nhà vệ sinh phụ đây ạ. Đấy, đầy đủ bồn cầu, vòi rửa, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên toàn bộ ngôi nhà. Phía cầu thang có vách CNC ngăn cách giữa cầu thang và cái phía phòng khách mọi người nhé. Sau đây em xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em xem là cái diện tích 33,5m thì được thiết kế như thế nào nhá. Cái giá chào bán của cái căn nhà này là 2 tỷ 650 triệu đồng mọi người nhá, có thương lượng, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ. Toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang đây mọi người, đây là được làm bằng gỗ lim Nam Phi nha mọi người. Đó, mặt bậc là được ốp đá đen granite. Mà mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Đây chính là ở phía cầu thang là có cửa sổ mọi người nhá. Đây này, hướng ra phía bên ngoài. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì đã được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người nhá. Đây chính là phía phòng ngủ của cái ngôi nhà này, rất là rộng. Có ban công ở phía tầng 2 đây mọi người ơi. Đây, có ban công hướng ra bên ngoài. Rất rộng, rất thoáng và rất mát mọi người ạ. Đấy, phòng ngủ ở bên trong thì được lát sàn gỗ đây này mọi người nhá, đây được lát sàn gỗ đây. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED đều được thiết kế xong rồi. Với cái phòng ngủ này thì nó rơi khoảng tầm 20m² mọi người nhá. Tha hồ rộng luôn. Đây, cửa thông phòng của ngôi nhà là được làm bằng cửa gỗ lim. Phía tầng 2 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh. Đây chính là phía phòng vệ sinh đây mọi người ạ. Đầy đủ bồn cầu, sen tắm, lavabo, hệ thống gương. Đó. Và trong cái nhà vệ sinh này thì được ốp gạch 30-60 xung quanh này.
để chống ẩm mốc cũng như là cái tính thẩm mỹ. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em Ánh nhé. Phía tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế tương tự như nhau, gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh cả nhà. Đó. Ở trên phía tầng 3, tầng 4 thì không làm ban công nữa mà làm cửa sổ hướng ra bên ngoài thôi. Đây. Đó. Phòng ngủ trên này thì còn rộng hơn cả phía dưới tầng 2 cơ mọi người ạ. Phòng ngủ trên này nó rơi khoảng tầm được 23, 24 mét gì đấy. Đây là cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Cửa sổ thì đều được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là lớp cửa nhôm Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Đầy đủ, tất cả các phòng đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa mọi người nhé. Hiện tại thì cái căn phòng này là em Ánh đang không bật điện đâu, nhưng mà rất là sáng. Theo mọi người quan sát đây, cái ánh sáng tự nhiên vào trong căn phòng rất là đầy đủ. Đây cửa thông phòng đây. Tầng 3 cũng được thiết kế một nhà vệ sinh tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Thay vào cái hệ thống sen cây thì là chủ đầu tư dùng hệ thống sen tắm thường. Đó. Đầy đủ vòi chậu. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 cùng em. Mặt bậc cổ, bậc cầu thang thì đều được lát đá đen granite. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 mọi người nhé. Đây là phía tầng 4 rồi. Tầng 4 rồi mọi người ạ. À. Như vậy thì hiện tại lên tới tầng 4 là đã có 3 phòng ngủ rồi. 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh rồi mọi người nhé. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 là gồm có 4 phòng vệ sinh. Cái vị trí của cái căn nhà này thì rất là gần chợ này, gần trường mầm non, trường tiểu học Phương Canh. Rất là gần với lại trường cao đẳng FPT, trường Đại học Đông Á, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây, phía phòng vệ sinh đây. Tương tự như là ở phía tầng 3 và tầng 2. Cuối cùng em Ánh xin mời mọi người hướng lên trên căn tầng 5. Lên phía phòng tầng 5 của ngôi nhà nhé. Đây chính là phía tầng 5 của ngôi nhà mọi người ơi. Đây. Phía bên trong là khu vực sân phơi và bên ngoài. Ở bên trong là khu vực để máy giặt và bên ngoài là khu vực sân phơi đây cả nhà. Đó. Mọi người có thể quan sát xung quanh. Rất là đông dân cư. Ở phía kia chính là trường tiểu học Phương Canh. Rất là gần siêu thị Vinmart, chợ. Rất là tiện ích đầy đủ mọi người nhé. Từ cái vị trí của cái căn nhà này mà đi ra bến xe Mỹ Đình nó rơi khoảng tầm 5 cây. Và nói chung là rất là gần những cái tiện ích của trung tâm thành phố Hà Nội. Thì nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái căn nhà này hơn thì có thể gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ like video của em cũng như là đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể là những người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.